Đồ gỗ Hoàng Hải xin kính chào quý vị các bạn. Ở trong video ngày hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2023, bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải vừa mới hoàn thiện xong một cái tác phẩm. Đó là một cái bức bình phong với chất liệu là tấm ván hình vuông bằng gỗ chắc, và cái chân giá ở dưới là bằng gỗ gụ quý vị ạ. Đây là một cái bức bình phong mà được bên cơ sở đã khảm cách đây cũng được rất là nhiều hôm rồi quý vị ạ. Trước đó thì Đồ gỗ Hải đã quay lại cho quý vị các bạn cùng thấy những khâu mà cắt tỉa, khi mà tất cả những khâu khi mà bên cơ sở Đồ gỗ Hải đã tạo tác lên thì đều quay lại video và những hình ảnh để gửi tới quý vị các bạn cùng thấy rồi đấy ạ. Thì hôm nay Đồ gỗ Hải đã hoàn thiện xong, Đồ gỗ Hải sẽ ghi lại một cái video để gửi tới quý vị bạn để review thật kỹ cho quý vị các bạn thấy một cái tác phẩm. Đó là một bức tranh gia đình hạnh phúc quý vị ạ. Đây là một cái tác phẩm gia đình hạnh phúc được khảm với chất liệu ốc đỏ Singapore 100%. Bức bình phong với chiều cao là 67, chiều rộng là 60 và chiều sâu là 23 cm quý vị ạ. Xin mời quý vị các bạn hãy bớt chút thời gian để cùng với Đồ gỗ Hải sẽ tiến lại gần hơn để quay thật kỹ để quý vị có thể thấy được cái độ sắc nét tinh xảo cũng như là sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao mà bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải đã tạo tác lên, một tác phẩm gia đình hạnh phúc. Xin mời. Quý vị đang được nhìn thấy chất liệu ốc đỏ Singapore đang lên màu rất là tự nhiên, đẳng cấp đỉnh cao như thế nào đấy. Đó. Và ở cuối video thì Đồ gỗ Hoàng Hải cũng sẽ báo giá công khai để quý vị có thể nắm được một cái giá tốt nhất. Một cái tác phẩm bức bình phong gỗ chắc, miếng ván vuông này bằng gỗ chắc quý vị nhé. Miếng ván vuông này bằng gỗ chắc và cái chân này là bằng gỗ gụ. Đồ gỗ Hải sẽ báo chính xác để quý vị có thể là hình dung và có thể nắm được cái tác phẩm đỉnh cao nghệ thuật mà bên cơ sở đã tạo tác lên. Bức bình phong này thì có thể quý vị để ở trên một cái đôn ở bàn uống nước ở phòng khách cũng rất là đẹp, hoặc trên chốc cái kệ rất là đẹp quý vị ạ. Đó. Đây là một cái với cái bố cục chính của cái bức gia đình hạnh phúc này thì thể được bên cơ sở Đồ gỗ Hải thể hiện là một gia đình có người bố, người mẹ và những đàn con đang quây quần bên nhau. Bố thì đọc sách, đọc thơ cho các con nghe, mẹ thì đánh đàn cho các con nghe quý vị ạ. Đó, rất là hạnh phúc quý vị ạ. Đó, Đồ gỗ Hải sẽ quay thật chi tiết để quý vị thấy được cái tác phẩm này Đồ gỗ Hải đã tâm huyết và cắt tỉa, cắt ghép đẳng cấp như thế nào để quý vị có thể thấy được cái đường nét quý vị nhé. Từ những cái chi tiết nhỏ thôi quý vị đang được nhìn thấy đấy ạ. Đồ gỗ Hải sẽ zoom lại. Đó, trừ từ những cái chi tiết nhỏ này. Đấy, con vịt, hai con vịt ở dưới, hai con vịt đã được bên cơ sở phân màu đúng như thật luôn quý vị nhé. Lông cánh màu xanh, mắt màu xanh, mỏ màu vàng này quý vị nào liền, mỏ và chân màu vàng. Đó, đây là cái chi tiết cực nhỏ thôi nhưng mà Đồ gỗ Hải đã phải rất là chú trọng để quý vị có thể thấy được nó đẳng cấp như thế nào. Hàng bên cơ sở Đồ gỗ Hải là hàng nghệ nhân tạo tác nhé quý vị nhé, do nghệ nhân tạo tác. Đó, và một cái chi tiết nữa đây này quý vị đang được nhìn thấy này, một cái chi tiết nữa đó là cái chiếc đôi giày của người mẹ này. Đôi giày của người mẹ đã được bên cơ sở Đồ gỗ Hải làm phân màu như thế này quý vị này. Đó, phân màu xanh bên trong đúng màu da chân luôn này. Từ những cái quai này cũng được bên cơ sở phân màu nhé. Đó, phân màu phải nói chi tiết cực kỳ tỉ mỉ. Đó, cái bàn được bên cơ sở Đồ gỗ Hải cũng làm một khác màu. Đây là kỹ thuật phân màu đẳng cấp đỉnh cao trong nghề khảm. Quý vị có thể nhìn thấy được như bức tranh vẽ. Đó, cái ghế này là nguyên một màu. Quý vị nhìn thấy được không ạ? Đó, những cái giải tà áo được bên cơ sở làm với chất ốc đỏ lửa vàng chanh. Bên trên mái tóc của người cha này, quấn một cái khăn đã được bên cơ sở. Cái viền áo cũng được bên cơ sở thể hiện một màu xanh, nó khác với cả cái màu áo. Màu áo thì đỏ, đỏ lửa đấy. Quý vị đang được nhìn thấy màu áo đỏ lửa, rất đẳng cấp. Đó, cuốn sách
Bà mẹ đang đeo một cái vòng kiềng này, quý vị đang được nhìn thấy này. Người mẹ đang đeo một cái vòng kiềng cũng được bên cơ sở đúng không ạ, thể hiện một khác màu đúng không ạ, và cái áo ở trên đó. Tác phẩm này thì gồm có cha mẹ và bốn người con đó, một người bên này, một là một người hầu nha quý vị nhé, đang bưng bê nước ra cho cả gia đình này, đang bưng bê nước ra cho cả gia đình và một người hầu. Ở đây là một cái gương, đây là một cái gương rất đẹp đó, được bên cơ sở tuyển miếng dây ốc nó phải lạc cháy luôn quý vị ạ, đó luột kể cả những cái cột này, có thấy quý vị đang được nhìn thấy đấy. Bên cơ sở tuyển chọn đẳng cấp đỉnh cao đó, để thể hiện kinh khủng luôn quý vị ạ, một cái tác phẩm phải nói là để đời đấy quý vị. Những cái tác phẩm này quý vị có thể trưng bày để đến muôn đời. Và ở cái chi tiết nhỏ này nữa này, quý vị cũng được nhìn thấy những bông hoa cúc màu xanh màu vàng chanh cũng được bên cơ sở đúng không ạ, thể hiện đặc biệt nét tỉa ở cái tác phẩm này. Những cái đôi lọ này đã được bên cơ sở là cắt cây mai này, cây mai mai điểu này, quý vị chi tiết bé xíu này quý vị này, đó đấy, đó thấy chưa, đúng không ạ, phải zoom thật kỹ thì quý vị có thể nhìn thấy được. Đó, cái lọ này ở dưới cái đế đồ ngoài này phân một màu còn riêng. Đấy gọi là kỹ thuật phân màu đẳng cấp đấy quý vị ạ. Ở bên trên là một cái cây vạn tuế này, quý vị đang được nhìn thấy cái cây vạn tuế, chậu cây vạn tuế rất là đẹp. Đã được bên cơ sở đồ ngoài thể hiện khác màu, lá màu xanh, cái củ màu đỏ này, một cái cây vạn tuế rất già và to và cái thế rất là đẹp quý vị ạ. Và đặc biệt ở trong cái bức tranh này thì cái điều mà quan trọng nhất ở một cái tác phẩm mà có những cái mặt người như này thì quý vị phải nhìn vào những cái mặt người đó, những cái tác phẩm có người thì quý vị phải nhìn vào cái mặt người để đánh giá được cái tác phẩm nhé quý vị nhé. Mặt người khi tạo tác tỉa tách thì phải có hồn, quý vị đã được nhìn thấy mặt người đấy. Mặt người mẹ này, quý vị đang được nhìn thấy mặt người mẹ rất là có hậu, rất có hậu đó, rất là kỹ thuật đỉnh cao. Bên trên được bên cơ sở đúng không ạ, là một cái mái, là một cái mái đình, mái nhà rất là đẹp. Xin lỗi quý vị, đây là một cái mái nhà. Nó giống như một cái vòm rất là đẹp, quý vị đang được nhìn thấy đó. Và bên cạnh đó là một cái cây liễu, bên cạnh đó là một cái cây liễu, liễu rủ rất là kỹ thuật này. Không phải bên cơ sở, không phải ai cũng có thể cắt được quý vị ạ. Đây là một cây liễu rất rủ rất là đẹp. Và bên cạnh đó là một cái bài thơ, một cái bài thơ bên cạnh đó là một cái bài thơ viết về gia đình, nó rất là ý nghĩa. Phía xung quanh thì được bên cơ sở đúng không phải là chạy những cái đường triện chữ T đó, những chạy những điền đường triện chữ T rất là đẹp đó. Đúng không phải sẽ lùi ra xa một chút để quý vị có thể nhìn thấy toàn cảnh. Phía dưới này thì được bên cơ sở làm đục với cái ngũ phúc kim tiền đó, chữ thổ, chữ phúc, chữ thọ và phúc là con rơi ngậm tiền, là ngũ phúc kim tiền đó, rất là đẹp, kênh bóng hết quý vị nhé. Và ở bên dưới là đồ dụng, đồ cũng phải sẽ bố trí một cái bầu rượu ở đây, một cái cố đồ bầu rượu đó, rất là đẹp. Đồ ngoài sẽ quay lại cả đằng sau để quý vị có thể thấy được đó. Và cái tác phẩm gia đình hạnh phúc này thì được bên cơ sở đúng không ạ, xin nhắc lại một chút, như cái miếng ván vuông này là bằng gỗ chắc quý vị nhé, miếng ván vuông này là bằng gỗ chắc và cái chân này là bằng gỗ gụ đó, và được bên cơ sở đúng không ạ, thể hiện với chất liệu là ốc đỏ Singapore đẳng cấp đỉnh cao, được cắt tỉa sen lọng phải nói là kỹ thuật cao cấp nhất trong nghề khảm rồi. Bức bình phong này thì đồ gỗ ngải đang bán với giá là 19 triệu quý vị nhé. Bác nào nếu biết chơi đồ kỹ, đồ khảm, đồ kỹ, hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho đồ ngoài để được sở hữu với mức giá chỉ có 19 triệu thôi quý vị ạ. Chỉ có 19 triệu các bác đã được sở hữu một cái tác phẩm đỉnh cao nghệ thuật như thế này với chất liệu là gỗ chắc. Quý vị các bạn hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho đồ ngoài qua Zalo số 0984368681. Đồ ngoài có địa chỉ tại làng nghề khảm trai truyền thống thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Rất mong được quý vị về trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ ngải để xem trực tiếp sản phẩm. Và hãy gọi ngay cho đồ gỗ ngải để được tư vấn và phục vụ, để được một cái giá ưu đãi hơn nữa.
Và quý vị ở xa thì có thể theo dõi trên kênh Facebook, YouTube, hãy nhấn vào từ khóa Đồ Gỗ Hoàng Hải và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải, để bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải ngày một phát triển hơn. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật được những video hình ảnh mới nhất, những cái tác phẩm mới nhất mà bên cơ sở đã tạo tác hàng ngày. Hàng ngày rất nhiều những sản phẩm mà bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải đã tạo tác lên. Mỗi ngày một sản phẩm, mỗi ngày những video hình ảnh đã được đăng tải liên tục bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải sản xuất rất là nhiều. Sản xuất tận gốc, không qua khâu trung gian, cam kết là uy tín chất lượng. Sau đây thì Đồ Gỗ Hoàng Hải cũng xin khép lại video ở đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Xin chào.